Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm giỏ trái cây. Giỏ trái cây này có giá 700 ngàn nha các bạn. Trong video mình sử dụng cái giỏ có kích thước là 35 x 25 nha các bạn. Các bạn có thể tùy thích mua trái cây theo ý thích của bản thân mình. Trong video là mình sử dụng là dưa lưới Đài Loan, quả bưởi, lê Hàn Quốc, táo và cam và lựu. Và một chùm nho. Nói chung trái cây thì các bạn cứ thích loại trái cây nào thì các bạn mua về, sau đó mình cứ sắp xếp làm sao cho nhìn cái giỏ nó đầy đặn là được nha các bạn. Không nhất thiết phải mua giống trái cây của mình đâu. Các bạn cứ nhớ giùm mình là cái trái cây nào mà xịn mà mắc tiền thì mình sẽ trưng nó lên mặt trước của cái giỏ nha các bạn. Còn mặt sau thì mình dùng để những cái trái cây rẻ như là táo hay là cam hay là thanh long rồi đó các bạn. Để mình mặc, mục đích là mình đôn cho nó cái giỏ nó đầy đặn á. Để cố định trái cây, các bạn dùng băng keo trong, các bạn dán trái cây lại với nhau, sau đó các bạn dán lên cái quai của cái giỏ sách đó nha các bạn. Sau khi đã bỏ hết trái cây lên trên giỏ, các bạn tiến hành dùng lá tùng nho hay là lá thông, các bạn nhét vào những cái điểm hở của trái cây đó nha các bạn, để cho che hết điểm hở cho nó thẩm mỹ nha.
Tiếp đến, mình cần chuẩn bị một cái màng co. Cái màng co mình đang sử dụng trong video là 70x60 nha các bạn, và nó là dạng vòm, vì vậy khi mà mình khò nó sẽ không bị hai cái tai ở trên đầu giống như là cái hình chữ nhật. Và các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái máy khò hoặc là cái máy sấy tóc để mình tiến hành khò màng co nha các bạn. Để khò giỏ trái cây dễ hơn, các bạn nên chuẩn bị thêm một cái bàn xoay nha các bạn. Các bạn cứ tiến hành khò từ ở dưới cái đáy của cái giỏ trái cây, sau đó các bạn khò lên giữa và lên trên đầu của nó, đến khi nào mà cái màng co nó căng lên mà nó không bị trùng là được nha các bạn. Chú ý là các bạn nên để cái máy khò hoặc là máy sấy tóc xa cái màng co ra một xíu nha, chứ không nó sẽ bị lủng lỗ đó nha các bạn. Cuối cùng, các bạn gấp cho mình một cái nơ và dùng keo nến chích vô cái nơ và dán lên ở trên đỉnh của cái giỏ trái cây nha các bạn. Các bạn cứ thấy cái giỏ trái cây chỗ nào trống thì mình dán vào cái chỗ đó nha các bạn. Như vậy là đã hoàn thiện xong cái giỏ trái cây bằng phương pháp khò màng co rồi đó các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn nhớ like, đăng ký và chia sẻ video giúp mình nha. Hẹn các bạn lại vào những video sau.